Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Mình là Nguyễn Nam Gamer đây. Thì hôm nay mình tiếp tục trải nghiệm trên cái game Crash Bus Simulator. Thì hôm nay mình lái một chiếc xe khá là đẹp luôn, mình sẽ review cho anh em xem nha. Thì đây là cái trong cái buồng lái này. Buồng lái thì anh em nhìn thấy xe hôm nay khác xe lúc trước mình lái rất là nhiều đúng không? Kế bên này có rất là nhiều nút. Đó. Và vô lăng cũng vậy. Bây giờ mình sẽ ra mình review một vòng bên ngoài cho anh em xem. Đó, chiếc xe hôm nay mình lái là một chiếc xe nhìn rất là đẹp luôn, Travel Time. Và xe biển số là 77B này, 13865. Biển số xe mà mọi ngày mình hay mod trên cái game đó anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào mình đón khách và mình trải nghiệm thử là hành trình này mình đi như thế nào nha. Anh em đừng quên theo dõi cái video của mình nha. Và cho mình một like cũng như là đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để nhận thông báo anh em. Bây giờ mình sẽ để xe lên. Đó, rồi chúng ta vào số này. Chúng ta sẽ vào đón khách. Đó. Để coi là lộ trình hôm nay mình sẽ đi đâu nha. Thì chúng ta sẽ đi đi qua B gì đây ta. Mình sẽ đi qua cái chỗ Lyon đi. Hay là anh em muốn đi đâu, mình sẽ chọn Lyon đi nha. Lyon là số 1, chắc. Đó, bây giờ thì hành khách chúng ta đã lên xe rồi. Xe hôm nay mới được nâng cấp lên cho nên là để mình xem thử là mình lái nó thử có đơn giản có dễ hay không anh em. Thì những video sắp tới thì mình sẽ cố gắng mình review nhiều về những cái game mới, bên cạnh đó sẽ trải nghiệm những cái game mà lái xe buýt các kiểu, chứ mình không có mod skin nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cho xe anh về nha, về số R. Đó. Xe hôm nay rất đẹp mọi người. Rồi, vào số thôi. Đó. Trời có vẻ hơi tối nha, chúng ta sẽ bật cái đèn lên nha. Mình để mình coi thì mình đi đâu chứ. Từ từ nha, bật cái Google Map lên á, mình vẹo trái nè. Ok, vẹo trái thì bật xi nhan đi tay trái. Đó, phải coi kỹ chứ không là đi bị sai nữa. Đó, mình sẽ ra bên ngoài nha. Trời mưa rồi anh em. Trời mưa rồi cho nên mình sẽ bật cái càng gạo gạt nước lên nha. Rồi. Cái còi thì nó nghe nó không có được, chưa được hay cho lắm. Nhưng mà không sao, mình trải nghiệm thử xem. Hôm nay xe mình đi nó hơi đúng vào cái thời điểm là trời mưa ban đêm anh em. Bây giờ tầm cũng chiều 18 giờ 19 giờ rồi. Đó, chúng ta sẽ vẹo trái. Từ từ, từ từ. Ok, qua đường. Thì mấy cái xe tự động trong cái game này á, anh em thấy nó cũng lái rất là trật tự luôn. Thấy xe mình ra là nó thắng chứ nó không có dụi vô người mình nữa không. Cho nên đây phải nói là game cũng khá là hay luôn. Đó. Góc quay này đó khó lái luôn. Nó dễ lái nhưng mà nó cũng mình lái mà bị chặt số rồi là nó hay bị lát lên. Tiếp tục anh em ơi. Trời mưa
nặng hạt rồi, mình cảm thấy mưa lớn hạt rồi. Cái đèn pha thì nó không có sáng gì lắm. Đó, mình sẽ chạy thẳng nha. Ngồi ở góc quay này thì nhìn khá thoáng luôn. Đó, chúng ta sẽ đi bên làm bên tay trái, mình vẹo trái đây. Quái 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 quái, rất khó lái luôn em. Rồi, mình đang vào một cái đại lộ cũng khá lớn, hai làn hai bên nha. Hai làn với lại một làn dành cho xe thô sơ, xe máy. Thì đây là giống như là một cái vùng mà gọi là vùng ngoại ô. Thì mình sẽ vượt qua một cái đoạn đường này để mình vào thành phố nha. Anh em mà khi cài đặt cái game này có khó khăn gì, anh em comment phía dưới video, mình sẽ hỗ trợ anh em cài đặt cái game này nha. Chạy như xe rượu quá. Thật sự thì cái game Bus Indo rất là hay anh em, nhưng mà có cái là cái map nó mình trải nghiệm nó không có gọi là không có điều gì mới lạ hết, mình cứ chạy bao nhiêu thôi. Wow, mình vào một đường hầm này anh em. Khoan, mình sẽ tới đây, mình sẽ check in cái đường hầm này nha. Đường hầm này nói chung là mình phải chụp một tấm hình kỷ niệm cái đường hầm này mới được. Đường hầm này rất là ok đúng không? Từ từ dừng lại chỗ này. Hình như mình thắng hơi gấp anh em. Wow, chạy lên đoạn nữa đi. Chạy lên đoạn nữa. Một đoạn nữa đến mình thấy được cái view nữa, chứ không là mình chưa thấy được cái view nữa. Rồi thắng lại nha. Wow, rất đẹp luôn anh em. Để mình cho nó qua đây xong mình quẹo ngược lại nha. Đó, quá. Rồi, hơi xa rồi, mình phải dè lại anh em. Đó, rồi sorry anh em nha, mình tự sướng cái đã, mình tự sướng để mình làm một cái tấm ảnh gọi là đại diện. Từ từ nha. Nó cứ lắc lắc thế nào nhỉ? Nó quay rất là nhanh luôn. Rồi, nó rất là tối luôn. Thôi mình lên đường thôi anh em. Nói chung là anh em nào mà chưa chạy qua cái map này thử chạy thử nha. Nói chung là hành trình khá là nhiều luôn, và chúng ta còn có nhiều cái trải nghiệm nữa, cho nên anh em cứ chạy đi. Anh em nào mà chưa chạy cái map này thì vào chạy nha. Nói chung là rất là ok. Rồi mình sẽ chạy cho nhanh đến cái bến luôn anh em. Xăng hôm nay thì khá là còn khá là nhiều, và tâm trạng của bác tài thì hôm nay cũng khá là vui, mặt còn đang cười. Cái cây vàng vàng, anh em thấy cái cây vàng vàng nó còn cao là chứng tỏ chưa mệt mỏi. Đó, thì mình đang suy nghĩ thứ mình nên chơi cái game nào để chia sẻ với anh em mình chơi xuyên suốt luôn, nhưng mà cũng chưa có tìm được cái game nào hết, cho nên là mình cũng đang trải nghiệm thử qua một số game anh em. Thì anh em nào thích cái game nào thì anh em comment dưới mình sẽ chơi nha. Thì hiện tại mình đang nhắm một cái game đó là Bus Simulator Ultimate rồi, nhưng mà để coi có cái gì đặc biệt nữa không, ngoài cái game đó mình sẽ tiếp tục trải nghiệm tiếp nha. Wow, chạy nhanh quá anh em, chạy nhanh quá, cho nên là ủa mình đi cái đúng đường hay ta, đúng đường. Quá, cua vô.
chạy tốc độ nhanh quá, hành khách người ta mỏi mửa quá trời, ta la làng quá trời luôn. Đường rất là tối luôn, bật cái đèn xi nhan nhưng mà cũng không có phê. Hết mưa rồi mình gạt cái tắt cái cần gạt nước luôn em. Đó. Lái rất là ok, 90 mấy km/h thì cũng khá là nhanh luôn. Đó, vô lăng thì hôm nay vào qua một cái đường hầm nữa anh em. Vãi đạn. Ok. Để coi cái đường hầm bên đây nó sáng không nha. Nãy mới chụp bên kia nó tối quá. Wow. Chạy nhanh mà thắng gấp quá, mấy cái hành khách họ la quá trời luôn. Ok. Tiếp tục thôi anh em, cái xe kia nó thắng cũng gấp quá cho nên là hành khách ta la quá trời luôn. Thì hy vọng cái video này anh em cũng thích và trải nghiệm với mình, đồng thời là ủng hộ mình cách like video và nhấn đăng ký kênh nha. Mình sẽ làm nhiều cái video về những cái thể loại game như này để cho anh em cùng trải nghiệm với mình. Và đừng quên bình luận dưới phần nhận xét video nha anh em. Wow, xuống một cái dốc rồi chúng ta sẽ đi theo cái đường cung này vào này. Đó, chỗ đây có một cái cầu vượt rất là đẹp luôn. Hôm nay lái xe rất là mượt do chắc có lẽ là quen tay rồi anh em. Cái game này ban đầu mình lái nó không có quen lắm. Đó. Ôi trời, mới nói xong thì mới gãi ngứa hay là bị rồi về xe xíu rồi tiếp tục. Thì hiện tại đã là 3:36 sáng rồi, trời bắt đầu là nó hừng đông rồi anh em. Đó, map tiếp tục thay. Thì chắc có lẽ là cái đây là cái đoạn mà mình sẽ vào phòng cái bến xe và mình trả khách này anh em. Đó, 3:00 mấy sáng rồi, trời bắt đầu lên rồi đó, 4:00 rồi. Nói chung là trong cái game này là trời ban đêm ban ngày nó thay đổi rất là nhanh, tại vì khung giờ của nó là giờ của nó là phút của mình, cho nên là nó thay đổi rất là nhanh. Đó, chạy ra, cố ra, cố ra, cố ra, cố ra, cố ra, cố ra. Rồi hai cái chân thắng cái chân ga này nó nằm gần kề quá anh em, đôi khi mình bấm cái là lại bị nó bị dính. Đó, tăng tốc lên thì vị trí trả khách của chúng ta thì nó sẽ nằm trước mặt. Bây giờ mình sẽ bật xi nhan nha. Đó, city city house gì đây. Rồi cái xe nó đi. Ok, cái bến của mình nó tới rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo chỗ này nha. Đó, xe đã vào bến. Quý khách chúng ta ổn định chỗ ngồi và chờ tín hiệu dừng xe rồi mọi người mới xuống xe nha. Đó, từ từ để em view cái cảnh bên ngoài xem thế nào. Thì bánh xe này thì nó cũng khá giống cái bánh xe mà lúc mình xuất phát anh em, nhưng mà nó khác là ở bánh xe này nó có một cổng thôi. Ok, bây giờ xe mình sẽ vào chỗ trả khách nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình, theo dõi hành trình đưa đón khách của mình trong cái video thứ hai này. Và anh em đừng quên để lại bình luận dưới phần nhận xét, bình luận xem video này có hay không và game này có hay không, như thế nào anh em muốn, như thế nào. Wow.
Đó, giờ hành khách xuống xe rồi em. Ok, thì cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo nha. Bye mọi người. Ok này.